ấy rồi. Ôi. Cái này nhiều anh em bảo lâu sao không thấy bác đánh cần máy, cần máy đắt đập rồi, nhưng mà cần máy nó nặng nên em không đánh thôi bác nhá. Thì vợ em nó thích câu cá, nó làm sao nó đập cần của em được, nên đánh con phao nhỏ nhỏ này. Cần máy thường là đánh phao to, này đánh đầu cần thôi, chơi phao nhỏ đi, lưỡi nọ đi câu về để nó ướt, các bác trời mưa này, để nó ướt nó hàn hết này, về cũng lười sấy. Han thì han nhưng mà nữa này nó vẫn sắc, bởi vì mình câu nhiều nó mất dầu rồi. Mình đang đem han nhưng nó mới chẳng han đâu. Sáng đi vội trước khi bắn sáng đang cầm cái nắm xôi anh em này. Này em đánh độc mùi ủ chua không đây các bác này. Ủ chua hay cắm gà này vàng tươi. Không bột mì nhá, không bột mì đánh bằng cục to thôi. Đó, cục to bắt cá lớn. Rất là mềm, cho nhiều bột mì mềm, anh em mà có khoai cho vào nó cũng mềm như kiểu này, khoai bóp nó xứng tay, mịn. Mời em ăn xôi bó gà mấy em nhá. Sáng thì vội ra mới kịp ăn. Ngon thế các bạn. Nắm phao một trời mưa là sướng. Đặt cho em bắn xôi bó gà anh em nhìn này. Xôi bé nhưng mà gà rất là chất lượng. Ăn ngon thôi rồi. Thank you.
ấy, con này được, con này được, ấy, con này được, con này được. Con này hơi nhỏ nha, nhưng thôi con đầu tiên cho rõ là cũng ok rồi. Móc hai người sẽ xua sẽ sốc một chốc đầy giỏ này, cắm cái giấy. Con đầu tiên chính là có cái bọn nhỏ nhỏ này rán giò làm nên là sướng này các bạn. Cá to rán thì không ngon bằng cá nhỏ đâu, chắc là cái loại mà bằng hai ba đầu ngón tay anh em rán nha. Dập dập anh em nhìn nhá, ăn đi tí này nhá, đấy đấy là tăm cá mà ấy. Nó không phải là nó cày bọt nhá, chỉ có chép vào thì nó ăn nó sụp được bọt, nhưng còn đâu là bọn cá rô phi mẹ trôi chấm ấy thì nó chỉ lấy tăm thôi anh em ạ. Những hạt ni ti quanh phao đấy, cá đang cuốn ổ. Đấy, ui giời, anh em nhìn giật quả đạp chưa? Đấy, ui giời, anh em nhìn giật quả đạp chưa? Đạp luôn. Anh em nhìn lô phi này mới sướng. Người trắng thì trắng kìa. Dậy thì nó dậy càng dậy càng chết. Đánh cái này nhanh hơn đánh đơn, rất là nhiều. Ôi, còn to thôi rồi. Đóng vào đấy mình giặt hơi nhẹ. To rồi.
hơi mất để cố tình để nó dẫy mặt nước cho anh em xem thích mắt rơi mất phí quá cái tội thích thể hiện là thế đấy. Mày thích thể hiện này. Ơi ơi họ nè. Chết chưa? Ô. Một đồ một đồ một đồ. Ui. Chết chưa? Ui. Một đồ một đồ. Ui. Ua, được một đôi rớm một con rồi. Một đôi xịn sò to con to rớm được con anh em ạ, hai con to. Thế đấy, con kia to hơn con này ấy. Nhìn nhìn dã man cho bàn tay. Dã man cho bàn tay luôn. Dãy, dãy sao được dãy. Sâu quá là nó đau quá dậy. Gỡ còn cá vẹo hết cả lưỡi. Được cái là keo tốt nên là lưỡi này bẻ lại được. Rồi. Đây này đã chất chưa anh em? Đồ phí này đã chất chưa một đôi luôn hả? Hai con to như thế này rớm mất một con phí quá. Chụp ngay vào dọ cho chúng tôi. Ô con cổ phiền to lưỡi này chẹo hết rồi. Vẹo hết cả bánh kẹo kìa con cổ phiền to cái lưỡi của mình nó vẹo vẹo Thank you.
Ủa, phải to đấy. Ủa. Ủa, phải to đấy. Ủa. Ui, con này to cái khủng luôn. Ui, anh em ơi. Ui, anh em con này phải cân. Ui, anh em con này phải cân. Ui, ơi, cá mất, to quá. Con này gỡ cẩn thận anh em nhé. Ui, con này được của nó đấy. Này phải nằm yên nó dễ mua nữa, con này đánh một người chết dở đấy. Đè. Rồi. Anh em thấy dã man tàn bạo chưa, con này to chưa? Con này phải hơn cân các bác ạ. Này. Này. Con này phải chủ kiểu ảnh rồi. Dép em cỡ 43 anh em nhé. Đúng là dép cỡ 43, các bác nhìn trông dã man chưa? Bằng cái dép luôn. Kinh khủng thật, giật con này xuống con cần khỏe thật nuôi phát lên bờ luôn. Con này mà câu bằng cần tay chắc nào cũng phải dòng nó một lúc đấy, mà cần máy nó khỏe quá. Lưỡi đúng không nhỉ? À, bắt mùi cái lưỡi đào một tí này. Dẫm vào chân nó bằng luôn. Kinh đóng này không phát nè. Này. Nằm đi em. Ê, con này mà thái gỏi hấp, con này hấp là ngon. Trời mưa này hấp là ngon nhất anh em ạ. Đỏ thế. Cho rõ anh em nhé. Phê quá phê. Giật người cá to là sướng các con người. Phải nói là được người cá to sướng thằng người luôn. Đẹp thật đấy. Man tàn bạo luôn anh em ạ. Ồ, đồ vịt to chưa? Ê, còng như tàu quay giấy anh em. Con này phải gần cân đấy. Tóm người lá quá. Tóm lá quá anh em ạ. Đấy giời, anh em nhìn hàng to chưa? Bàn tay. Đấy, con đồ phi bự này sướng này anh em ạ. Cầm phải trơn, sợ đánh. Chỉ sợ đánh một phát là mất cá đấy. Cầm phải chắc. Túi nhận đúng đấy rồi. Vào. Hàng đẹp. Buồn. Đánh bó mồi mà cũng tốn mồi phết đây các bác ạ. Mỗi lần một nắm to này cũng sắp hết túi mồi này. Mỗi lần một nắm bự thì mới được con cá to. Bấm mũi rồi bấm sâu đấy.
con này quả bom đẹp đấy anh em ạ. Đấy. Ui. Ui. Quả bình phao đẹp tiếp một chuột nhỉ. Quả mướt tiếp một xịt các bác ạ. Đẹp nhưng trong xanh lại trượt quá đây. Giờ mà sông một phát này ba con thì đẹp nhỉ. Một chùm ba em. Ây dồi ôi. Ây dồi ôi. Cứ tưởng em hàng cơ. Con này hơi nhỏ. Không sao. Nhỏ nó cũng ok. Ok hết. Trời ơi. À, con này to đấy, trắng thịt trắng thế. Làm yên, làm yên. Không, nhanh nhanh, không khí to thịt trắng. Mướt, mướt phải không anh em? À, nhìn chưa, mướt là mượt luôn. Tống mũi nữa là mồm. Không rõ. Bây giờ muộn này anh em, này em làm ca chiều thành ra là không ngồi lâu đâu. Thế chắc là làm mình nốt cái mồi cuối này về còn đi làm thôi. Bây giờ là 10 rưỡi rồi, tăng ca từ lúc 12 giờ 10 rưỡi về nhà tắm rửa ăn cơm phát là đến 11 rưỡi làm là vừa tầm, khổ thế đấy, cơm áo gạo tiền anh em ạ. Nên là cũng không ra video thường xuyên cho anh em được, mồi cuối này bóp nó to bộ bự một tí. Là nó không có cái bột mì ra nó không giảm xuống nó tan ngay, nên là bóp cân trục nó khó đấy anh em, bóp cho nó cân trục như này nhá, để tí xuống nó tan là nó nằm xung quanh nữa nhá. Mồi cuối bắt nó ra to to rồi này. Bẫy bìm bìm phải kêu cùng một kêu cá này. Ủa đi, ủa của anh cho em út thật sâu luôn. Thank you.
thế nhỉ? Chóng lên. Về thế. Ui nhà mày, quả chóng lên bình phao đẹp hết trời rồi. Kinh dã man luôn đấy. Chẹo chẹo lưỡi rồi các bạn. Ôi mãi được lóng này. Cong lưỡi đâu. Tỏ quá, con này tỏ quá. May này cô cần máy, cần tay chắc gãy cần rồi. Ôi này, cháu đóng vào lưỡi này chẹo thôi. Nó không ôm mấy nữa này, nó còn ôm anh em mình nữa này. Tỏ quá. Máy em để căng không, nó không nhả máy. Anh nghĩ giả thổ phì siết máy căng quá, không nhả máy. Tiếc cái mồi tỏ đúng ra to anh em ạ. Chẳng lẽ này nghỉ nam như cái câu chắc. Sốt ruột thế nhỉ. Tiếc thế. Ôi, tiếc quá anh em ở này quên không xả pin máy ra. Nè, máy không máy này nó cũng khỏe nữa. Dã man. Còn đấy chắc phải 4 cân đấy anh em ạ. Tầm 4 cân đấy, đèn 4 cân đấy. Kéo có chẹo lưỡi luôn mà. Ôi ôi, giờ nhá đi về. Được đống đồ phi. Một chắc em phải về Nam thật anh em ạ. Tiếc quá này, tiếc quá. Mưa đẹp này, về tiếc quá nhỉ.
được cái mớ rô phi này về hấp cũng được đấy. Được con này, được hai con to anh em ạ, hai con bàn tay. Hai con bàn tay to cụ tổ luôn. Đây con này anh em này. Nó về á, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo về đây.